Hello anh em, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của mình. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi review và trải nghiệm cầu thủ tiền vệ tấn công người Thái Lan, đó là Warachit trong PES 2024 Mobi. Và chúng ta cùng đến với hiệp 1 hiệp thi đấu đầu tiên để cùng trải nghiệm Warachit cùng mình nha. Và trong hiệp thi đấu thứ nhất thì các cầu thủ bên phía chúng ta sẽ bảo vệ cầu môn bên trái với bộ trang phục là áo màu xanh và quần màu xanh. Còn đội bạn là đội bóng bảo vệ cầu môn bên phải với bộ trang phục là áo trắng quần đen. Bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía đội bạn. Hôm nay thì chúng ta gặp phải một đối thủ rất là mạnh, đó là đội bóng Argentina. Và ngay những phút đầu tiên của trận đấu thì đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho các cầu thủ bên phía đội bạn. Người lập công đó là Lautaro Martinez phá ghi bàn ở phút thứ 12 của trận đấu. Bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía chúng ta. Vừa rồi là một cơ hội bị bỏ lỡ, pha dứt điểm bóng chưa thể qua được đôi tay của Erado Martinez. Người đang có bóng đó là Sarachat. Đây là cơ hội để cho chúng ta tìm kiếm bàn thắng cỡ hòa một đều. Nhưng vừa rồi thì hàng thủ của đội bạn đã chơi rất xuất sắc. McAllister là người có bóng, một pha đi bóng tương đối tự tin. Đấy, tiếp tục là McAllister, pha dứt điểm là chưa thành công. Phút thứ 24 của trận đấu và tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội bạn. Trong ngày ra mắt hôm nay của Warachit thì tiền vệ tấn công người Thái Lan vẫn chưa làm được gì nhiều. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm chưa tốt. Đây là pha phát bóng lên. Bóng đang trong quyền kiểm soát của chúng ta. Người đang có bóng đó là Warachit. Đây là tiếp tục là một cơ hội quá đen cho Warachit trong tình huống dứt điểm vừa rồi khi mà bóng lại chạm vào cột dọc khung thành. Còn đây là câu trả lời của đội bạn, pha dứt điểm vừa rồi thuộc về McAllister và phạt bóng rất mạnh lên phía trên. Phút thứ 36 của trận đấu và tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-0. Thời gian đang trôi rất nhanh về những phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất. Cách biệt bây giờ chỉ còn là một bàn, và một bàn là một cách biệt rất mong manh và hy vọng chúng ta sẽ có được bàn thắng. Pha dứt điểm rất tốt của Warachit, nhưng còn đó là sự xuất sắc của thủ môn xuất sắc số 1 thế giới Erado Martinez, người cùng Argentina vô địch World Cup năm 2023. Đây là các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Bóng tới cái chân của Warachit và cú dứt điểm bóng đi vào xa trong gang tấc. Và 3 phút là khoảng thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ nhất trong trận đấu ra mắt hôm nay của tiền vệ tấn công Warachit. Rất khó cho Warachit để có bàn thắng ở hiệp 1. Vâng, như vậy hiệp 1 tạm thời kết thúc với tỷ số 1-0. Và xin mời anh em cùng đến với hiệp thi đấu thứ 2 trong trận đấu ngày hôm nay để cùng tiếp tục trải nghiệm khả năng dứt điểm ghi bàn của tiền vệ tấn công Warachit bên phía đội bóng áo xanh. Ngay những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ 2 thì các cầu thủ của chúng ta đã có một cơ hội, và vừa rồi thì là pha bỏ lỡ đáng tiếc. Đây là Subhachok Sarachat, bóng đang trong chân của Talapfico. Vừa rồi là một pha tấn công chưa thành công. Đây là pha phản công dành đến cho đội bóng áo xanh. Sarachat là người có cơ hội để có bàn thắng, và cú dứt điểm lần này của Warachit cuối cùng đã mang về bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 61 của trận đấu. Một pha lập công khá hay của Warachit trong ngày ra mắt của chính anh. Đây là tình huống giao bóng của đội bạn nào. Và sau bàn thắng vừa rồi của Warachit thì có lẽ trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn khá nhiều. Montiel là người vừa có một pha căng ngang vào bên trong. Tuy nhiên thì không có bất cứ một pha bóng dứt điểm trúng đích nào được các cầu thủ đội bạn tạo ra. Đây là một cơ hội tấn công dành đến cho đội bóng áo xanh. Một pha dứt điểm rất hay, nhưng còn đó là sự xuất sắc của Erado Martinez. Nhưng trước đó thì cầu thủ bên phía đội bóng của chúng ta đã rơi vào tư thế việt vị. Đây là Subhachok Sarachat, một đường truyền phối hợp với lại Warachit. Tuy nhiên thì cú dứt điểm cuối cùng của Warachit thì bóng lại chạm vào chân đội bạn. Molina là người có bóng, pha ra chân tương đối hay, và như vậy thì đã có bàn thắng. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 dành đến cho các cầu thủ bên phía đội bạn, và người lập công đó là McAllister. Tình huống giao bóng của đội bóng áo xanh, và liệu rằng chúng ta sẽ làm gì để có được bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 ở những phút còn lại của trận đấu đây. Subhachok Sarachat là người vừa có một đường truyền. Đây là Gonzalo Montiel, bóng đang trong chân của Lionel Messi, và một pha phát bóng tương đối mạnh lên phía trên. Người đang có bóng đó là Sarachat, và đây là Warachit. Bóng tiếp tục quay trở về quyền kiểm soát dành đến cho đội bóng của chúng ta. 6 phút là khoảng thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ 2 trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là Subhachok Sarachat, và Warachit lại là người có bóng, một pha đánh gót đầy cảm giác, và cú dứt điểm vừa rồi đã mang về bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 ở phút thứ 90+9. Một bàn thắng quan trọng của Subhachok Sarachat để đưa trận đấu quay trở về vạch xuất phát.
Một pha ghi bàn rất hay của Subachok. Đây là tình huống giao bóng của đội bạn, và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên và trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2-2 trong ngày ra mắt hôm nay của Guadalajara. Cảm ơn anh em đã đón xem video và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Bye bye anh em.